Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác do đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo quốc gia năm 1 năm đã đến thăm viếng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị. Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của gần 10.000 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đoàn cũng đã đến thăm đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc sư đoàn 968 quân khu 4 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Tân Xá, chiến khu Ba Lòng, xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông. Tại đây, Phó Thủ tướng đã trao quà và lắng nghe đội quy tập hài cốt liệt sĩ sư đoàn 968 báo cáo kết quả tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực này trong suốt thời gian qua. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm và các thành viên trong đoàn công tác cũng đã đến viếng đền thờ liệt sĩ tại khu di tích lịch sử chiến khu Ba Lòng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và thăm hỏi động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng. Hôm nay tại Quảng Nam, Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 39 phối hợp với tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức tọa đàm khoa học liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm trong bối cảnh mới. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo tổng kết chủ trì tọa đàm. đồng chí trần tuấn anh nhấn mạnh liên kết vùng kinh tế trọng điểm miền trung nói riêng và vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ đã có nhiều thay đổi cả về nhận thức và tư duy của cấp ủy và chính quyền tuy nhiên hội đồng vùng kinh tế trọng điểm chưa có địa vị pháp lý đầy đủ không đủ nguồn lực để điều phối sự phát triển chung của vùng chưa có khả năng xây dựng định hướng chiến lược quy hoạch vùng chưa được trao quyền trong việc quyết định các nguồn lực cho các dự án vùng Liên kết phối hợp giữa các địa phương còn rời rạc, hình thức chưa tạo ra sức mạnh tổng hợp vùng, năng lực tư duy và trình độ quản lý vùng chưa theo kịp sự phát triển, hệ thống thông tin dữ liệu chung của vùng chưa được quan tâm, thiếu sự phân công giữa các địa phương trong vùng, một số tài nguyên nguồn lực bị khai thác manh mún nên hiệu quả thấp. Đồng chí Trần Tuấn Anh cho rằng các tham luận, những nội dung đối thoại trao đổi tại tọa đàm rất sâu sắc, chất lượng, toàn diện, có tính thực tiễn cao để hoàn thiện đề án tổng kết nghị quyết 39 ban chỉ đạo giao thường trực tổ biên tập chất lọc kết quả tọa đàm để lựa chọn tổng hợp tham mưu cho bộ chính trị ban bí thư các chủ trương định hướng nhằm phát triển vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ thời gian tới